Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Anh bí đỏ kiểu này cực kỳ độc vì rước thêm vô số bệnh vào người. Bí đỏ rất bổ dưỡng, nhưng có rất nhiều lưu ý khi ăn bí đỏ, cần phải biết để tránh làm mất nguồn dinh dưỡng và gây hại cho sức khỏe. Với vị ngọt tự nhiên của bí đỏ, nhiều người nhầm tưởng bí đỏ chứa nhiều đường và tinh bột. Tuy nhiên, đây là một cách hiểu sai về thực phẩm này. Trong bí đỏ có hàm lượng sắt cao, các chất muối khoáng, giàu vitamin và các axit hữu cơ tốt cho cơ thể. Bí đỏ còn có nhiều nguyên tố vi lượng và các axit amin như alanina, valin, lysine, cysteine, lysine. Trong 100g bí đỏ có khoảng 0,9g protein, 5-6g glucid. Ngoài ra còn có nhiều vitamin B1, B2, phốt pho, B6, đặc biệt có 400g vitamin B5 và có cả các axit béo như linolenic 28mg beta carotene. Theo các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng bí đỏ là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt trong việc điều trị cao huyết áp, đái tháo đường, đau thần kinh liên sườn, suy chức năng gan thận, ép xe phổi. Theo y học cổ truyền, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ trung ích khí, kiện tỳ vị, tiêu đàm, trị thống giảm đau, giải độc, sát trùng. Mặc dù nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên để phát huy được hết giá trị dinh dưỡng đó, khi ăn cần chú ý những điều sau. Nguy cơ ăn bí đỏ liên tục sẽ gây vàng bàn tay bàn chân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên do là trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới da. Do đó, sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay bàn chân sẽ có màu vàng. Trước thông tin trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, bí đỏ là thực phẩm vẫn có thể ăn được thường xuyên. Bạn chỉ nên ăn hạt bí đỏ nhiều bởi hạt bí đỏ có khả năng tẩy giun. Ăn bí đỏ để lâu dễ lên men. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao, hơn nữa nếu lưu trữ trong thời gian dài dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một số lưu ý nữa cho bạn đó là người bị rối loạn tiêu hóa hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản trong tủ lạnh gây ngã màu, mất an toàn. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngã sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn. Ăn bí đỏ già để lâu chứa đường cao. Không nên ăn bí đỏ già để lâu vì khi để lâu, bí ngô chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, do lưu trữ thời gian dài, khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ngoài ra, còn một số lưu ý khác khi ăn bí đỏ như không nấu với dầu ăn. Vì nếu sử dụng dầu ăn để rán hoặc xào bí đỏ, có nghĩa là bạn đang làm giảm những chất dinh dưỡng của chúng. Vì vậy, thay vì rán hoặc xào, bạn nên chế biến theo cách luộc, nướng hoặc hấp, không nấu với đường. Vì bí đỏ được coi là thực phẩm thay thế đường đối với những bệnh nhân tiểu đường, hãy luôn luôn nhớ đừng bao giờ cho đường vào các món ăn được chế biến từ bí đỏ. Sau khi gọt, cắt vỏ bí đỏ, rửa sạch, thì chúng ta cần nấu ngay. Tránh để quá lâu ở môi trường ngoài sẽ làm thất thoát thành phần dinh dưỡng. Khi nấu chín, các bạn nên ăn ngay khi còn ấm để bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ nhất. Đối với trẻ em, không nên cho trẻ ăn bí đỏ quá thường xuyên vì dễ làm dư thừa carotene. Còn đối với trẻ, trong giai đoạn ăn dặm, các bạn cũng không nên cho trẻ ăn bí đỏ vì có thể làm trẻ bị hóc với hạt bí đỏ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.